Thành phố Hồ Chí Minh công bố biến chủng mới của Omicron. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh giải trình tự gen virus bệnh nhân COVID-19 trong 3 tháng đầu năm. Phát hiện biến chủng phụ XBB.1.5 của Omicron. Sở Y tế cho biết, các mẫu bệnh phẩm được lấy từ ngày 11 tháng 1 đến 20 tháng 3. Do đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford, OUCRU, phối hợp Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh giải trình tự gen virus. Kết quả, có 5 mẫu được giải mã thành công, trong đó 2 mẫu nhiễm biến chủng 3.5, 1 mẫu 3.2.75, 1 mẫu XBB.1 và 1 mẫu XBB.1.5. Đây là lần đầu tiên XBB.1.5 được ghi nhận tại Việt Nam. Tổ chức Y tế Thế giới WHO xếp XBB.1.5 vào nhóm biến chủng đáng quan tâm. Theo dõi chặt chẽ. 7 biến chủng khác thuộc nhóm đang được theo dõi, gồm 3.2.75, Cộng hòa 1.1, BQ.1, XBF, XBB, XBB.1.16 và XBB.1.9.1. Như vậy, hầu hết biến chủng của virus SARS-CoV-2 đã xuất hiện tại Việt Nam. XBB.1.5 đang chiếm ưu thế trên toàn cầu. Đã được phát hiện ở 94 quốc gia. WHO ghi nhận hơn 47% ca COVID-19 thế giới trong tháng 3 nhiễm chủng này, so tháng 2 chiếm gần 40%. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, các dữ liệu phân tích cho thấy không có báo cáo nào về mức độ nghiêm trọng, nhập viện, tử vong do chủng này cao hơn so với các chủng đang lưu hành. Từ đầu tháng 3 năm 2023 đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận trung bình mỗi ngày 1 ca COVID. Số ca nhiễm trong tuần này tăng nhẹ, ngày 12 tháng 4 thêm 3 ca. Và ngày 13 tháng 4 có 7 ca. 12 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, không có ca nặng phải thở máy.